kêu em á là vô thay máu là phải niệm Phật đừng có ngủ. Anh à, nói em gán vậy đừng có ngủ, phải niệm Phật tới lúc đi ra luôn thì thôi, chứ không cho ngủ. Phải niệm Phật ha. Dạ, dạ. Nhưng mà lúc vậy mà chị mê mang chị niệm Phật chị dạ có không, thấy được cái gì kỳ gì? Em cũng tiện đâu mua. Xong cái em đi hoài nè, cái chỗ cái cửa gì lớn lắm nè anh, xong bắt đầu thấy nó tối thui hà. Cái em mới bước vô đó, em mới bước vô xong bắt đầu người ta mới nắm giật em ra vậy nè. Đó, rồi xong bắt đầu em tỉnh luôn á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại Quyền Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ vô cái ngôi nhà của một cái chị bị bệnh về máu á, để mà trợ duyên cho cô. Cũng như sau khi mà của chị này, sau khi quay clip chị này thì có một số mạnh thường quân muốn trợ cấp cho gia đình của anh chị thêm một phần trang trải trong cuộc sống. Và hôm nay thì rất may mắn là đến đây thì có đầy đủ thành viên trong gia đình hết à. Ở đây là con của anh hả anh? Dạ. Làm gì vậy? Bé xách nước nè hả? Là bé dội ở dưới xách nước lên để mà xài nè. Rồi mất tiêu rồi. Lặn rồi. Dạ. Chào. Em chào anh chị. Dạ. Dạ. Anh hôm nay không có đi làm hả? Dạ em đi làm ở gần đây nghỉ trưa về ăn cơm. Dạ hả? Dạ. Anh làm cái hôm nay làm cái công việc gì? Làm điện cho công ty điện lực Châu Thành. Anh làm cho công ty điện lực Châu Thành hả? Dạ. Anh làm bên bộ phận nào? Bên trồng trụ với sang dây điện á. À. Dạ. Ngày anh được bao nhiêu tiền công một tháng? Làm ngày hả? Dạ. Ngày được nhiêu? Ngày có 250 à. 250. Dạ. Hôm nay là nghỉ, giờ này nghỉ trưa hả? Dạ nghỉ trưa. Hôm trước em cũng đến thăm gia đình mình mà buổi trưa. Lúc đó em làm ở xa không có về được. À. Dạ. Lúc đó anh làm cho gì? Cũng làm bên đó luôn mà làm ở trên cao lãnh á. Dạ. Dạ. Rồi là mình ngủ ở trên đó luôn hay sao? Dạ ngủ trên đó luôn. Tối ở anh đó luôn? Dạ. Xe mình chạy xe này đi làm á hả? Xe kia xe của ông anh làm chung á, rồi mượn xe ông chạy về á. Dạ. Ô chị sử dụng nước ở dưới này để mà nấu ăn hay vậy? Dạ không, em chỉ giấy em rửa cho nó chán cái cặn cho cá đó. Rồi cái em xách nước cái xong em rửa lại. À mình sử dụng nước sông lúc nãy mà bé nó đang xách nước á ha. Dạ. Tại vì đi xuống sông cây cầu nó trơn quá, bởi em té mấy lần em sợ. Dạ. Rửa như này luôn, gầy múc nước với xong chén lại. Dạ. Hôm trước là nói nhà mình có vô cái nước chưa ta? Dạ chưa. Chưa vô hả? Dạ. Em mời anh chị vô trong. Dạ. Bé ngủ nữa rồi. Ngủ. Dạ. Chỉ là anh tới đó ngủ thôi chứ. Dạ. Ông ngài nghe nói tình hình dịch bệnh ở dưới mình phức tạp, ở đây nó gần đây căng thẳng dữ không? Cũng căng thẳng, ở xã mình cũng cỡ này cũng căng lắm. Dạ, xích vô đó ngồi đi anh. Đằng trước anh lại nó cũng ngủ khỏe, đây nó cũng ngủ. Hôm nay thấy sức khỏe của chị hình như là hồng hào hơn hay sao á? Thì nói chung là ăn uống cũng được. Ừ. Với tụi em giờ thì cũng như cả bữa cũng có tiền á, cái mua đồ. Rồi bữa nhau ăn uống nó cũng đỡ hơn hôm trước. Tại đợt trước đâu làm gì cái tiền đâu toàn nè. Kiếm có gạo ăn là mừng rồi đó. Hôm nay nhà nước có trợ cấp thêm không chị? Dạ không. Dạ mình còn gạo mà, phải không? Dạ còn. Bữa công ty của ảnh mới cho một bao trên đó. Còn cái bao dưới thì chị Hương cho. Chị Hương mới cho một bao nữa nè hả? Chị Xuyên à. Chị Xuyên. Dạ. À. Nghe nói chị Xuyên mới cho một cái chiếc xe đạp nữa hả? Dạ đó nè. À xe này hả chị? Dạ. À nhìn đẹp quá ha. Vậy nó mừng lắm luôn, nó chạy vòng vòng sớm thì nó phê em lắm chứ. Dạ. Nó chạy ra tới ngoài đường. Thấy chụp hình là nó cười rồi. Nó chạy ra tới ngoài kia luôn á chị, nó phê ở ngoài đường lớn ngoài luôn á. Rồi xích vô đây nè chị. Chạy gì nổi luôn á. Xích lại anh đi. Anh hôm nay bao nhiêu tuổi, tên gì em quên thôi. Dạ anh tên Hậu. Anh Hậu hả? 36 tuổi. Hậu 36. Dạ. Thì mỗi ngày như thế thì anh làm để mà nuôi cho chị, để mà đi trị chữa bệnh luôn. Dạ. Thì làm gom lại tới tháng nữa đi. Là cái công việc này mình làm bền không anh Hậu? Dạ cũng trời mưa thì mình nghỉ, còn nắng thì cũng làm lai gai hoài. Có công trình thì mình đi. Anh thì đi làm xa thì một tuần mới về một lần hay sao? Cũng tùy theo, mà có khi 3-4 ngày cũng có, khi một tuần cũng có. Cái đi từ nhà em sợ ma gần chết luôn. Dạ hả? Mấy lúc làm ở cao lãnh, công trình trên cao lãnh thì ở trển hơi lâu. Còn ở gần đây thì đi về. Làm nó là tiền trọ công ty mình lo luôn hả? Có chỗ ở cho mình. Ở trong cái kho á. Cái kho chứa đồ của công ty á. Rồi mỗi ngày 250 của anh, thu nhập của anh thì đủ trang trải cho gia đình của mình không? Thì nếu mà nhín thì chắc cũng đủ. Tại vì anh đi đó xe xăng cộ với ăn uống là cũng xăng rồi ăn uống. Chỉ mình ở chợ với chiều thì người ta cho cơm. Chiều người ta cho cơm? Dạ.
chiều người ta có cho tiền cơm mà muốn mua ăn gì mua ăn. À có nghĩa là mình 250.000 cũng như là còn đủ y ha. Dạ. Không, đâu có đủ, đâu có y được. Tại sáng mình ăn nè, sáng mình ăn đi sáng, xe, đi tiền xăng nữa, mình không tiền xăng nữa. À. Chứ người ta, tại vì cái xe của người ta đó, ví dụ ngày đó đi 30.000 thì người 15.000. Dạ. Dạ, phải chia với người ta chứ. Đây Đào Lãnh bây giờ xăng lên chắc 50 rồi. Hôm nay thì mình làm gần ở đây. Dạ, hôm nay em làm ở đây. Nghỉ trưa, hôm nay nghỉ trưa xong là mình chiều đi làm tiếp. Dạ, 12 rưỡi em đi. Chôn trụ với kéo dây. Dạ, sang dây điện qua làm đường mới á. Dạ, rồi có nghĩa là giải phóng mặt bằng để nông cục điện ra. Dạ. Thế mà ảnh mới làm, ảnh chỉ phụ thôi. Anh làm được bao lâu rồi? Thì lúc về đây làm chắc cũng được mấy tháng rồi. Đóng gà cuộc dịch bệnh này có khó khăn gì nữa không chị? Vậy nói chung hồi bữa như là bây giờ thì cái tiền ảnh làm đó, rồi tiền tặng thì cũng được, cũng nói chung là cũng sống được, mà sợ nhất là làm không được thôi. Còn nếu ảnh làm được thì nói chung cũng đỡ. Sức khỏe của chị sao rồi? Em giờ không đâu có cái gì đâu mà em không biết sao đi trển đây nè. Không, bây giờ Sài Gòn đi bình thường rồi. Chị chích ngừa hết chưa? Chị mới có mũi. Dạ. Chị thích. Em mới nghe người ta nói hình như 2 mũi mới đi được. Không, không sao, test nữa, vô bệnh viện bình thường à. Chứ em sợ nếu mà đi đây rồi về anh cách ly chứ không bằng được. Dạ. Dạ. Tại vì phải cách ly ở nhà 14 ngày gì đó. Dạ. Ví dụ em đi mình thì không, em mới đi xe gì luôn, mà đi với anh thì anh về em phải cách ly. Đã có đi mình. Vậy là cơm nước cá mắm gì mình phải mua hết à? Dạ. Chứ anh đi làm gì đâu có kiếm. Kiếm đi làm tối ngày tới chiều mới về. Khi 6 bây giờ mới về tới. Khi anh phát hiện cái căn bệnh của chị hồi lần gì anh hụt hẳn như anh không? Cũng run mà nó rối chứ. Giờ bác sĩ chỉ sao mình làm vậy chứ. Nói chung là lúc đó cũng nghe theo bác sĩ nói sao mình làm y vậy thôi chứ cũng không biết làm sao. Mà lúc đó là em là bác sĩ chạy mấy lần rồi đó. Chị cho chạy chuyển về nhà. Tôi về nhà mấy lần rồi đó. Chạy, bác sĩ chạy luôn. Dạ. Ở bệnh viện Sa Đéc là nó chạy em một lần nha. Rồi nó kêu là thôi chở về đi chứ chở đi cũng chết à. Rồi xong với mẹ em rồi với anh này không chịu. Cái mới đầu chở đi, chở là chạy lần nữa. Rồi xong cái bắt đầu mới năn nỉ xin, anh này xin nè. Xin cho em mở lại đó. Ví dụ bên ảnh nó lại còn nước còn tát gì đó. Rồi cái lúc đó em cũng đâu còn biết gì nữa đâu. Thì chỉ nghe mẹ nói lại vậy đó. Vậy là chị hồi phục cũng thần kỳ á. Dạ, bây giờ là nói chung là em gì là mừng lắm rồi đó. Hồi trước hay là mấy năm, 2 năm trời, 2 năm liền luôn là nói chung em không có làm được cho em chỉ đi, nói, em đi không nói nữa đó. Cái năm đầu tiên mà em đi vệ sinh này kia nọ là nói chung là có người bồng bế hết trơn. Rồi khi anh này anh làm gì hay là ở nhà em đâu có làm nổi rồi, tại lúc đó em mọc lên á, em bị phù á. Lên 20 mấy ký là 70 mấy ký đó, là có khi hả, lúc hả đi vệ sinh vô anh ghế vô ẩm ra luôn chứ đâu có ai làm nổi đâu. Nó bị phì nước kìa. Phì nước á, nó bị giữ nước á. Tại vì cái thận á, bị cái thận. Mà bác sĩ chạy rồi mà sao chị hồi phục hay vậy? Dạ, bác sĩ chạy xong rồi bắt đầu cái bác sĩ mới nói thôi giờ còn phương pháp cuối cùng là thay máu. Nhưng mà cái tỷ lệ nó chỉ có 10% à. Ví dụ như thay mà nó hẹp á thì dạ, thì nó vượt qua được, còn nếu mà thay không hẹp thì cũng như người nhà phải chuẩn bị tinh thần á. Tại vì em vô máu của đàn ông không có 15 người mới đủ á, đủ thay. Trời ơi. Bởi đó bác sĩ cứ sợ là ví dụ nữa sau này có đổi tánh á, cứ sợ bị đổi tánh á. Mà nói cho nó vô bác sĩ kêu vô ký giấy quyết định á. Vô ký mà ký mà vô ký không được luôn. Quyết định sinh tử hả? Dạ. Lúc mà chị hôn mê mà chị mê man chị không biết gì thì chị nghĩ đến điều gì? À, lúc đó em chỉ nói thôi giờ trời kêu ai mới dạ thôi, em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nói chung mà em cũng sợ chứ, cũng sợ tại bỏ con thì đó có thằng lớn đó, nó mới có 7 tuổi nè, thương lắm. Nhưng không biết sao. Rồi cái bà nội á, trốn giấu lên, trở lên trển thăm. Người ta đâu cho vô cái chủ nhật á, lén lên thăm. À, anh dạ. Anh với chị có gái niệm Phật gì không? Dạ có, em có niệm Phật. Niệm Phật ha? Dạ. À. Đêm nào ngủ cũng nằm giấy, trời tại cho mình viện trời đẩy có cái chỗ mà cúng dạ, chỗ mẹ Quan Âm đó. Dạ. Đêm nào cũng xuống đó chứ. Trời chờ cho nó ngủ rồi đi xuống đó giấy thấy khuya. Cái 1-2 giờ canh giờ nó uống thuốc lên cho nó uống thuốc. À em
một lần em vô trong đó là em chạy thận để rút nước rồi đó. Rồi bác sĩ nói là cái chạy thận rút nước là nó có cái tỳ á, ví dụ như sau này cái thận mình nó không ổn nữa đó, là mình phải chạy đó. Là mấy năm rồi chị, lúc đó mấy năm rồi? Dạ đấy, năm nay nó là 5 năm rồi. À, nhưng mà chị là mình nằm trong là 10% của những người mà còn sống sót lại. Dạ. Đúng không? Dạ. Vậy là thì rất bác sĩ bảo là thay máu là chỉ có 10% đó. Dạ. Thì phải cũng nói là thôi giờ chuẩn bị tâm lý sẵn gì đó. Ví dụ dạ. Như nếu hạp á thì vượt qua được, còn nếu mà không hạp. Nhưng mà bác sĩ của em tốt lắm nha. Bà kêu em á là vô thay máu là phải niệm Phật đừng có ngủ. Bà nói em gán vậy đừng có ngủ. Phải niệm Phật tới lúc đi ra luôn thì thôi, chứ không cho ngủ. Ờ phải niệm Phật ha. Dạ. Dạ. Nhưng mà lúc mà chị mê mang chị niệm Phật chị dạ có thấy được cái gì cũng... kỳ diệu không? Nói chung là em chỉ niệm vậy mà. Không nha, em kể anh nãy anh có tin không nha. À. Tại vì cái lúc đó là em mệt lắm rồi. Thế xong cái em ngủ cái em nằm ba em thấy cái đường người ta bán đồ á, bán nhiều dữ lắm luôn. Ừ. Mà vui lắm. Cái em nói ủa em đâu có tiền đâu mua. Xong cái em đi hoài nè cái chỗ cái cửa gì lớn lắm nè anh, xong bắt đầu thấy nó tối thui nè. Cái em mới bước vô đó. Ừ. Em mới bước vô xong bắt đầu người ta mới nắm giật em ra vậy nè. Đó. Rồi xong bắt đầu em tỉnh luôn á. Em tỉnh mà em còn sợ, bắt đầu óc cục em nó dựng dựng lên gì nè. Chị bước vô cái cửa tối thui luôn. Em bước vô em bước vô rồi đó nhưng mà không biết ai nắm giật em ra gì nè. Ờ. Nó nắm gị em ra. Ờ. Nhưng mà người ta mời em mua đồ, em bảo là em không có tiền. Em chỉ đi em thấy vui lắm, em đi thôi. Rồi cái đường tới cái chỗ đó tối thui nè, cái cửa bự lắm. Sao em bước vô không biết ai nắm giật em ra nữa. Ồ, vậy hả? Thì làm sao nè, thấy đi con. Rồi lúc đó chị có thấy cái điều diệu kỳ không? Giật ra là tỉnh dậy luôn hả? Dạ, em tới xong rồi là em tỉnh dậy luôn á. Ừ. Mà em nói anh lúc đó là em nằm hình như là cấp cứu là nhiều hơn là em nằm trên khoa. Lúc đó là chị đang tỉnh dậy là chị đang nằm ở phòng cấp cứu luôn. Dạ, ở đó em đang cấp cứu á. Em nói là em thở oxy suốt à. Không có oxy thở, chị không nổi. Mà 2 năm đó, 2 năm xong rồi bắt đầu qua năm thứ 3 là em mới đỡ. Vì tính ra chị giống như là chết đi sống lại á. À. Cũng gần anh giống anh hai em, anh bảo là tại em xấu ở dưới người ta không chịu. Anh gẹo em, nói chắc là tại mày xấu anh ta không chịu. À, rồi sau cái sự việc đó thì về chị có ăn thương không hay là bác sĩ kêu chị phải ăn mặn để chống chọi? À, không, đó em thời gian đầu tiên em bệnh thì nó ăn tương thì không ăn tương, nhưng mà em ăn lạc. Cũng như là em ăn cái gì em không được niêm, chỉ có luộc thôi. Dạ. Thịt hay cá gì cũng luộc, nó cho em lúc đầu đi em ăn không được. Em ói hoài luôn á, nhưng mà em gán. Để cho cái thận nó phục hồi á, ta không có cho niêm. Để em ăn một năm trời đó. Dạ. Rồi sau qua năm đó rồi bác sĩ hô cái thận ổn rồi. Nhưng mà cũng phải ăn nhạt chứ không được ăn mặn. Chứ ăn mặn huyết áp nó lên. À, gia đình mình chủ yếu là lạc thôi, ăn dạ. Luộc thôi. Em ăn vậy em cũng niêm ít, cũng niêm nhưng mà em niêm ít thôi, em không niêm nhiều. Thì lúc nó ăn nấu riêng mình ăn. Dạ. Mình nấu riêng. Thế bây giờ cũng vậy luôn á. Em không, giống vậy, bây giờ em đi ăn tô hủ tiếu mà chạy đi thì người ta nói sao em ăn vậy thì không đi không thịt thêm nữa. Ừ. Hay là nhiều khi mặn quá thì em chỉ vớt cái nước cái em thôi, nước bỏ lại. Dạ. Chứ em trước đây cũng có gặp một cái tình trạng là cái chú kia cũng có tình trạng chết đi sống lại. Có nghĩa là chú bất tỉnh rồi. À, chú thấy chú đi đâu á, đi đâu không biết đi đâu luôn. Rồi sau đó có người kêu về là về giật mình thức dậy là ở nhà tính em đi chôn rồi. Cái đó là có thiệt. Dạ, thì dạ. Đó, lúc em cũng vậy đó. Em thấy em đi cái đường đó nó vui lắm, mà bán đồ nhiều lắm mà họ mời em nói em không có tiền. Ừ. Rồi cái em cứ đi thôi, em đi tới cái cửa lớn lắm mà nó tối lắm, em không biết cái chỗ đó cái gì luôn nữa. Sau đó em mới bước vô ai nắm giật em gị ra không cho vô. Giật ra vậy đó, giống như quăng ra vậy nè chứ không có cho đi vô nữa. Mà em cũng không biết ai luôn. Sự tâm linh là mình không có chứng minh được nhưng mà nó vẫn đang có. Yeah. Bà không có gia đình, bà chỉ bác sĩ bà nói vậy nè, bà chỉ sống mình nè, bà giá gì nè bà sống mà bà tìm được cái thuốc để chữa á thì bà có chết bà cũng nhắm mắt được, chứ nếu mà giờ nó nhiều quá rồi bà nói không có thuốc chữa chỉ uống cầm ở đó thôi chứ còn nếu cái thuốc đặc trị là không có đó. Nên là bà sợ là cái điều mà bà sau này bà đi rồi đó là không có ai nói bà được á. Bà không có gia đình mà bà sống ở đây cống hiến cho những người mà bệnh giống như tụi em vậy đó. Mà bà coi tụi em giống như con bà vậy đó. Ừ. Viết lên là bắt đầu là bắt hầu bệnh nhân của bà là nói chung mấy chị điều dưỡng ai cũng thương hết trơn. Hôm trước là chị nói đi lấy tiền là thuốc là bao nhiêu? Bao nhiêu một lần hả chị ha? Dạ cũng thì được em nói là cũng tùy theo, ví dụ như dạ. Thuốc ngoài danh mục á thì tụi em phải đóng thì tùy theo cái loại thuốc, có thuốc thì cũng có 100 mấy ngàn chỉ nè. Dạ. Có thuốc thì cũng mấy trăm. Dạ. Như giống như cái thuốc mà tụi em uống cái Adelaide của huyết áp á. Là cái đó hình như là một viên nó tới 30 ngàn đó. Dạ. Dạ còn nếu mà bây giờ là em uống cái thuốc huyết áp nó hạ nó nhẹ lại rồi nên nó cũng đỡ. Nó hạ xuống rồi. Em uống hình như còn cái hũ nó nhỏ nhỏ này nè có 178 nha. Là uống một tháng đó. Mẹ em cũng chưa đi chết được. Thôi chị phải cố gắng lạc quan rồi lên gì đó. Hôm nay thấy em lại thăm gia đình của mình gặp trước tiên là vui gặp được hai vợ chồng. Dạ. Của anh chị.
thứ hai là gặp sức khỏe của chị, thấy gương mặt của chị hồng hào hơn, sức khỏe có tiến triển tốt. À, hổng gai thì bé có sữa uống không? Dạ, bữa anh mới ấn tiền cho em mua cho nó hay không? Dạ. Dạ. 200 mấy thùng sữa nhỏ nhỏ vậy. Thông tin với chị thì hôm trước á, thì em có quay về cái hoàn cảnh gia đình của mình đó. Dạ. Thì em cũng có nhận được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân. Dạ. Thứ nhất là anh Thành là ở Nhật Bản á. Dạ. Thì gửi cho gia đình mình 5 triệu. Dạ. Thứ hai là chị Phụng Xu ở Việt Kiều Mỹ gửi cho gia đình mình 2 triệu. Là tổng cộng gia đình mình hỗ trợ trước cho gia đình mình 7 triệu để xoay sở trong cuộc sống cũng như trong mùa dịch này. Dạ. Đó, bây giờ em gửi cho chị ha. Em nếm thử cái gì mà 1, 2, 3, 4, 5. Để san sẻ trong cuộc sống cũng như là mình mua sữa cho các bé uống cũng như là sau này hết dịch đó. Dạ. Cái mình đi lấy thuốc để mà mình uống cũng như là những điều kỳ diệu tiếp theo nó sẽ, em mong những điều kỳ diệu tiếp theo nó sẽ xảy ra đối với chị. Dạ. Đối với anh chị. Dạ, em cũng cảm ơn, em cảm ơn anh Thành, chị Phụng ha. Dạ. Em cũng cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Giúp em, dạ anh chị, em cảm ơn nhiều. Dạ. Anh Hậu có muốn nói lời nào không? Chị điếm lại đây chị. Dạ, em muốn cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hai chồng em. Cảm ơn anh chị em tới đây giúp hai chồng em. Dạ. Thì em cũng là đại diện để mà kết nối với lại Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho gia đình mình. Dạ. Thì một lần nữa thì không biết nói gì hơn, thì em chúc cho chị luôn có sức khỏe dồi dào, và cũng như anh cũng vậy, luôn cố gắng phấn đấu làm ăn trong cái công việc cũng như là chăm dưỡng các bé. Một lần nữa thì thay mặt gia đình của anh Hậu với lại chị chị Thủy, cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân, xin chân thành cảm ơn anh Thành ở Việt Kiều Nhật ở Nhật và với lại chị Phụng Xu ở Mỹ đó hỗ trợ của gia đình của anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại. Dạ, em chào ạ. Dạ, em chào anh chị ha. Chị á là vô đây á thì gặp được cái chiếc xe này, xe mới nè. Xe mới này chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ cho gia đình, cho bé đi học. Đó. Chị Hương là đi mua trực tiếp á chị Hương. Dẫn bé đi mua, nhìn xe đẹp ghê á. Nhìn chiếc xe nhìn sang ghê á ha. Bé nó mừng dữ không chị dạ, Thủy? Nó mừng, nó đi phe tùm lum trái á. Dạ. Bữa mà vô đem chiếc xe á, cái chụp hình em gửi qua chị Xuyên coi, trời mà ảnh cười nha. Còn cái chiếc xe này là của chị ha? Chiếc xe này của em. Chị chạy ha. Dạ. Chiếc xe này là có 102 luôn á. Là chỗ này nè. Cái này là gì ạ anh? Cái ống chậm nhớt á. À, ống nhớt xì ra ha. Còn này là dây này là buộc cái gãy ngang rồi. Buộc lại đừng cho này mình lúc trước mình mua xe mới hay xe cũ ta? Xe cũ. Lúc trước anh mua nhiêu? Gãy lâu quá cũng không nhớ. Ừ. 2-3 triệu gì. Còn xe này là mình mượn của người ta. Dạ, xe đó của ông anh làm chung chạy về. Dạ. Rồi em chào gia đình mình ha. Dạ.